bạn đến với tin giáo dục ngày 8 tháng 6 năm 2021 với những nội dung chính sau đây. Thí sinh F2 ở Hải Phòng đến điểm thi lớp 10 bằng xe cứu thương. Nhóm 9 thí sinh thuộc diện F2 của ca mắc COVID-19 ở Hải Phòng được đưa đến điểm thi riêng bằng xe đưa đón bệnh nhân của ngành y tế. Ngày 8 tháng 6, hơn 21.000 học sinh ở thành phố Hải Phòng thi tuyển vào lớp 10, trong đó 9 thí sinh thuộc diện F2 của ca mắc COVID-19 được đưa đón bằng xe cứu thương đến điểm thi đặc biệt tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận Ngô Quyền. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cũng là một điểm thi đặc biệt ở Hải Phòng, thay thế cho Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, nơi bị phong tỏa vì 2 ca mắc COVID-19. Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về việc thu học phí gây tranh cãi. Theo thông báo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để chuẩn bị cho việc đăng ký học tập theo hệ thống chính chỉ học kỳ 1 năm học 2021-2022, Học viện tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 38, 39, 40. Cụ thể, mức tạm thu học phí học kỳ 1 bằng 20 tín chỉ nhân mức thu một tín chỉ của từng khóa, thời gian nộp học phí học kỳ 1 và các kỳ còn nợ trước từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 13 tháng 6 2021. Những sinh viên không nộp đủ học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ không đăng ký được tín chỉ. Thông báo này ngay lập tức khiến sinh viên xôn xao. Nhiều sinh viên phàn nàn về việc học kỳ 2 năm học còn chưa kết thúc, có sinh viên còn chưa thi hết môn, nhưng trường đã yêu cầu đóng học phí học kỳ 1 năm sau. Trong lúc dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến thu nhập và tài chính của rất nhiều gia đình, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố ngưỡng yêu cầu đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển tài năng đợt 1. Phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế hoặc theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Ngưỡng yêu cầu đối với phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn tính theo thang điểm 100 theo quy định trong đề án tuyển sinh của nhà trường. Những thí sinh đạt ngưỡng yêu cầu trên nếu có nguyện vọng nhập học cần thực hiện thủ tục nộp giấy xác nhận theo mẫu trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6. Thí sinh đã nộp hồ sơ xác nhận đã hội đủ các điều kiện trúng tuyển sẽ được làm thủ tục xác nhận nhập học trong khoảng thời gian trước 17 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2021. Lãnh đạo thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm nhóm nữ sinh đến hội đồng khiến một học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở đến Tuy Hòa bị thương. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cùng đại diện các ngành địa phương đến thăm gia đình động viên em học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng. Nữ sinh này bị nhóm bạn đánh hội đồng trước đó. Cùng ngày, ông Phúc giao cho Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Tuy Hòa tổng hợp thông tin từ các trường học có học sinh tham gia vụ đánh hội đồng, tăng cường quản lý học sinh sử dụng điện thoại tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng tuyển sinh trường đại học Nguyễn Tất Thành ngày 8 tháng 6 năm 2021 quyết định sẽ không tổ chức thi tập trung mà gửi đề thi năng khiếu qua email cho thí sinh và kết hợp phỏng vấn trực tuyến. Cụ thể, trường gửi đề thi qua email cho thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu vẽ và năng khiếu âm nhạc ở ngành kiến trúc và thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, piano, thanh nhạc. Thời gian thi năng khiếu đợt 1 sẽ diễn ra trong tháng 6. Thí sinh sẽ phải hoàn thành bài thi vẽ tĩnh vật, trì học, vẽ trang trí màu đối với năng khiếu vẽ và hai tác phẩm âm nhạc khác về thể loại đối với năng khiếu hát và piano. Sau đó thí sinh gửi bài dự thi đến địa chỉ email mà nhà trường cung cấp. Hàng ngàn học sinh lớp 12 tại tỉnh Kon Tum quay trở lại trường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sau một thời gian tạm dừng học tập tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 8 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Kon Tum có văn bản cho phép học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đi học trở lại để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, thời gian ôn tập sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Học sinh tham gia ôn tập không thuộc diện F1 và F2 và không đi về từ các vùng dịch. Hà Nội diễn tập phòng chống COVID-19 cho kỳ thi vào lớp 10. Hoạt động này nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch, xử lý các tình huống đột xuất, bất thường, đảm bảo sự an toàn cao nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi. Thực hiện yêu cầu của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội, ngày 8 tháng 6, Ban chỉ đạo thi của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức diễn tập công tác phục vụ kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Hoạt động này nhằm chủ động ứng phó
với các diễn biến của dịch, xử lý các tình huống đột xuất bất thường, đảm bảo sự an toàn cao nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi. Tham gia diễn tập tại các điểm thi có đầy đủ lãnh đạo và thành viên ban chỉ đạo thi các quận, huyện, phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, lực lượng công an, đoàn thanh niên, trung tâm y tế, điện lực cùng tham gia. Nữ sinh Hà Nội chế tạo vật liệu mới hấp thụ kháng sinh trong nước thải. Dự án chế tạo vật liệu mới từ phụ phẩm nông nghiệp là vỏ trấu, hấp thụ loại bỏ kháng sinh trong nước thải của Trương Thị Thùy Trang được đăng tải lên tạp chí khoa học uy tín. Trang là sinh viên K62 tiên tiến hóa học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương pháp này giúp loại bỏ dư lượng kháng sinh trong nước thải y tế, ngăn chặn tình trạng phát thải kháng sinh gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vật liệu dùng để hấp thụ, hướng tới phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường. Nguyên liệu chế tạo vật liệu tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu.